cái cây này ra rồi cưa thêm cây nữa các bạn. Dính hay gì á? Còn dính mà. Lồi như trước kìa. Tiền thuốc mít lên rồi xả dùng luôn các bạn. Ô nó yếu rồi đủ rỉ mẹ, nó bỏ con đầu tao lật xuống chút rỉ mẹ. Lật đi, hai người lật đầu nó lộn vòng tròn. Để vậy xả luôn ha. Oh.
Mít cũng còn khá là nhiều trái nè. Giờ leo nè. Thôi không có trong cái giật đưa xuống người. Giờ anh Thời cầm cái máy cưa cưa gốc nè, giật 1, 2, 3 tí quá ngại luôn. Được rồi, nước ơi, không dính liếu đâu. Tát luôn đi.
rồi banh cái sợi luôn. Đây cô chú anh chị xem cưa cây này các bạn. Giờ cưa đoạn khúc ra nha. Giờ khi gốc cây này sẽ vuông ra nữa các
xong rồi đó các bạn ơi. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, để máy lên xe nè, chuẩn bị rút nha.